Chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi tôi chơi một cái đoạn ngắn. Đoạn đây người ta gọi là chạy gam chromatic. Mà nếu mà nghe kỹ quý vị có thể thấy rằng cái giai điệu này nó thường xuất hiện trong những cái bộ phim hoạt hình hay là những cái cao trào. Trong các bộ phim xuất hiện rất nhiều. Thì đây là một cách người ta gọi là chạy gam chromatic. Có nghĩa là gì? Là liền bậc, từng nửa cung một chromatic. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách luyện tập cái gam này. Nếu quý vị tập kỹ cái gam này thì quý vị sẽ thấy cái tay của mình nó sẽ rất là nhanh. Trong cái quá trình mình chơi đàn rất là nhanh. Và đặc biệt là nó chỉ dùng đến 3 ngón. Chỉ dùng đến 3 ngón. Và rất là linh hoạt. Đây cũng là một cái bài gam mà quý vị nên trong quá trình học đàn, mỗi một lần trước khi ngồi đàn, quý vị nên tập chạy. Một phần là để cho chúng ta khởi động toàn bộ cái phím đàn của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tập đàn thì quý vị thường chỉ đánh được một quãng hay hai quãng. Và trên cái đàn piano cơ thì quý vị nên thường xuyên cho các cái nốt, tất cả những cái nốt kể cả thấp nhất không hoạt động, thì chúng ta nên khởi động một chút. Thì cách chạy chromatic này rất là tốt. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Sau đây chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tay phải trước. Quý vị lưu ý là chỉ dùng ngón 1, 2, 3. Ngón 4, ngón 5 không dùng đến. Và tay trái cũng 1, 2, 3. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tay phải. Bắt đầu từ ngón số 1 ở nốt đồ. Và thường xuyên là ngón số 1 và số 3. Ngón số 2 trong một quãng 8 chỉ xuất hiện 2 lần. Đó là nốt pha và nốt si. Quý vị lưu ý nhé. Quý vị có thể nhìn trên màn hình. Tôi chạy rất chậm này. Đồ này, đô thang, rê, rê thang, mi. Đến pha thì dùng ngón số 2. Xong lại ngón số 3, pha thang, son ngón 1, son thang, la ngón 1, la thang, si, đô. Đó, rồi. Như vậy, cái nốt ngón số 2 này sẽ dùng ở nốt pha và nốt đô. Quý vị lưu ý nhé, đô đầu tiên thì dùng ngón 1. Đầu tiên quý vị hãy tập cho tôi một quãng 8 thôi. Đô. Ngón số 2, pha. Đô, ngón số 2. Đến đô thăng, sau đó ta lại quay xuống. Đầu tiên quý vị tập chậm thôi, đánh rất chậm. Và chúng ta sẽ bị mắc là thường là mắc ở chỗ dùng ngón số 2 này và ta không nhớ này. Nếu tất cả nó cứ 1-3-1-3 thì lại đơn giản quá. Chúng ta sẽ dần dần phát triển ra, và khi quý vị đã tập tốt một quãng rồi, chúng ta lên hai quãng. Quý vị lưu ý là ở bất kỳ quãng nào ta dừng nốt cuối là nốt đô thăng, để ta làm hết một cái chu kỳ của nhón số 2 này lên đây để ta nhớ, ta không bị quên.
chưa ạ? Xong cái tay bên phải này, sau đó ta sang tay bên trái này. Tay bên trái ta sẽ tập ở quãng thấp hơn nó một quãng ở phía dưới. Bắt đầu từ ngón số 1 này. Xong là ngón số 3. Tiếp tục ngón số 2 và lúc này ngón số 2 xuất hiện ở nốt mi. Tay bên trái sẽ khác bên tay bên phải quý vị nhé. Tôi đánh lại này. Đô, đô thăng, rê. Rê thăng vẫn là ngón số 1 và 3 nhưng đến nốt mi thì phải ngón số 2. Fa. Fa thăng, son, son thăng, la, la thăng, si là ngón số 2. Như vậy, ở tay bên trái ta dùng đến ngón số 2 ở nốt mi và nốt si. Tay bên trái chúng ta sẽ tập sẽ khó hơn một chút vì thường là tay bên phải nó không tay bên trái nó thường là tay bên trái nó không thuận như tay bên phải đó, cho nên chúng ta tập bao giờ cũng thế, phải tập chậm. Và quý vị hãy đánh cho tôi vẫn trong vòng một quãng tám thôi. Như thế nào thì đi xuống lại trả lại y hệt như thế đó. Sau khi được một tay hai tay từng tay riêng lẻ rồi ta bắt đầu ghép hai tay vào với nhau. Khá là khó bởi vì hai tay này nó không giống nhau. Bên này đảo ngón số 2 rồi nhưng bên này vẫn chưa. Đến đây mới đánh cơ. Đó, chính vì thế nó có một cái sự lệch nhau bởi vì hai tay tất nhiên là giống như ta chạy gam thế thôi. Nhưng quý vị cứ tập trong vòng một quãng 8 thôi, tập đi tập lại. Tôi tin là mỗi ngày quý vị chỉ cần tập khoảng 15 phút là sẽ làm được. Nó không có gì là khó cả. Cái quan trọng là chúng ta phải biết cách và chúng ta tập chậm, chậm, từ chậm đến nhanh thì chúng ta sẽ làm được. Quý vị lưu ý rằng trong quá trình tập thì chúng ta hãy đánh mạnh tay và khung tròn ngón tay. Trong một cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách đánh thế nào để không bị mỏi tay mà tiếng đàn nghe nó vẫn có lực, nó có trọng lực của cái tiếng đàn. Có thể chơi cả ngày nhưng mà quý vị chỉ thấy mệt thôi chứ không thấy mỏi tay. Thì nó sẽ có một cái cách, thì trong một cái video sau thì tôi sẽ chia sẻ cái cách này. Như vậy trong cái phần bài học hôm nay tôi muốn hướng dẫn quý vị cách chạy gam chromatic liền bậc trên đàn piano. Và quý vị, như tôi vừa nói, quý vị có thể chạy từ dưới. Tám phím quý vị chạy từ trên xuống dưới được cả tốt, nó là một cách vừa luyện tay mà vừa khởi động toàn bộ đàn để cho các cái phím mà chúng ta ít dùng đến trên đàn nó vẫn được hoạt động trơn tru. Chúc quý vị sẽ chơi được cái bài này trong một thời gian ngắn. Và quý vị hãy lưu ý rằng những bài gam, bài số 1, số 2 mà tôi đã hướng dẫn trên cái kênh này cũng như bài này là bài mà quý vị không phải chỉ tập một lần thuộc rồi thôi, mà nó như là một bài khởi động. Mỗi khi quý vị ngồi vào đàn, quý vị hãy tập. Ngồi vào đàn đánh đàn, quý vị hãy tập cho tôi khoảng 10 phút phần gam của bài số 1, số 2 và bài này. Sau bài này tôi sẽ hướng dẫn quý vị một cái bài nữa chạy gam quãng 8 rất hay, bổ ích cho ngón tay. Thì đấy là những cái bài mà kỹ thuật mà quý vị nên lưu ý luyện tập để cho nó khởi động ngón tay, cho nó trơn tru. Thì sau này quý vị đánh tất cả những cái tác phẩm khác quý vị yêu thích đều sẽ rất đơn giản. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.